Lúc trước muội rất thích ta nắm tay muội đi dạo. Ta điện hạ, chỗ này đông người, làm vậy không hay đâu. Quên được như thế mà. Chủ tử tức giận rồi. Phải làm sao đi? Bọn họ đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày ngũ cốc trong dân gian. Mọi người sẽ tập trung ở đây, đeo mặt nạ và nhảy múa. Ngụ ý muốn xin qua quảng nương nương cho ngũ cốc bội thu. Vậy chúng ta cũng chọn một cái đi. Có đẹp không? Cái này hợp với cô nương hơn. Mấy thích thì cứ nghe theo mấy đi. Đa tạ. Quỳnh cũng đem một cái đi. Ta sao? Ta thì thôi đi. Chơi cho vui. Nghe theo mũi hết. Vậy ta đeo cho Quỳnh. Xong chưa? Sắp xong rồi. Xong ngay đi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Cắn nó. Thanh Long cắn đi. Cắn đi. Cắn đi. Đúng rồi, cố lên Thanh Long, cắn đi. Cố lên, cố lên. Tiểu Khôi cố lên. Cắn nó Thanh Long, cắn đi. Thắng rồi, hay lắm. Thanh Long của ngươi cũng chỉ vậy thôi. Hôm nay Thanh Long của ta chưa được ăn no, lần sau chúng ta đấu tiếp. Hôm nay bản công tử vui, Tiểu Khôi ta tặng cho ngươi đó. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Là ta nè. Vừa nghe nói sứ thần Nguyệt Kỳ sắp đến, ta gặp cô đây rồi. Ta đến tìm người đó. Cho nên ta đến trước sứ thần một bước. Tìm người. Tìm ai vậy? Nguyệt tỷ tỷ, ta kể cho tỷ một truyền thuyết nha. Được. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa Nguyệt Kỳ của chúng ta có một nữ thần tên là A Y Mộ, mới bị kẹt trong hồ băng mấy ngàn năm. Mãi đến một ngày thấy dương thần xuất hiện, hôn lên mặt hồ, băng tuyết tan ra, quế được cứu. Nhưng khi nữ thần A Y Mộ ra ngoài, thái dương thần đã đi rồi. Nhưng trong lòng cô ấy đã nhận định thái dương thần sẽ mãi mãi là người cô ấy yêu. Quế vất vả tìm kiếm trong vũ trụ mênh mông, tìm suốt ngàn vạn năm, cuối cùng cũng tìm được thái dương thần rồi gả cho ngài ấy. Câu chuyện cảm động quá. Ta biết rồi, cô cũng đến tìm thái dương thần của cô chứ gì. Chẳng lẽ là thế tỷ có thể giúp ta tìm ngáy không? Ngáy ở đâu rồi? Tìm thì tìm được, nhưng mà ngáy bị hoàng thượng phạt đến đại doanh quân cơ rồi, muốn gặp hơi khó. Tại sao lại bị phạt? Vậy ta phải đi đâu để gặp được ngáy đi? Ta có cách. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đến đây làm gì? Cô xem đi, chỗ này đang chiêu mộ tân binh mà. Đây là cơ hội tốt cho cô. Tân binh sao? Đúng thế. Tốt quá rồi. Nhưng mà ta có vào nổi không? Đương nhiên là được rồi. Cô xem trong cô đẹp trai thế này, cứ thả lỏng đi, tự nhiên vào chắc chắn không thể giữ đi. Vậy ta đi nha. Nếu ta thực sự có được thái dương thần của ta, thì lúc đó ta nhất định sẽ gả cho tỷ một anh hùng cái thế. Anh hùng cái thế? Chí Tôn Bảo hả? Tên gì? Lý Quảng. Được rồi, vào đi. Tên gì? Làm gì vậy? Hạ Duyên, xếp hàng đi. Xếp hàng. Người tiếp theo. Tên gì? Mã Cường. Xếp hàng. Ta đường đường là công chúa Nguyệt Kỳ mà bảo ta đi xếp hàng sao?
Ngươi tên gì? Châu Vũ. Ta thấy chiều cao của ngươi không đủ. Không hợp. Về đi. Nào nào, tiếp theo. Nhẹ thôi. Dừng. Không nói ngươi, tiếp đi. Điện hạ bớt giận. Dây nướng nguyên con của ta đâu? Nướng. Điện hạ, đàn dê ở cùng với đàn ngựa, loạn lắm. Chúng tôi thực sự không bắt nổi dê. Không bắt được đúng không? Có tin ta nướng cả ngươi lên không? Tiểu nhân biết tội rồi. Tiểu nhân lĩnh tội. Tiểu nhân sẽ đi bắt dê ngay. Điện hạ, ôm miếng nước bớt giận đi. Điện hạ, bớt giận, bớt giận. Tiếp tục nào, mạnh lên. Điện hạ bớt giận. Nào người tiếp theo, chào đại nhân. Ngươi tên là gì? Ta là Thác Bạc. Cái gì? Không. Đà bả. Đà bả. Đà bả. Đại nhân, ta họ Trương, tên là Đà bả. Đồng âm với cây chổi. Cha mẹ đặt tên xấu cho dễ nuôi. Ta thấy ngươi không có thịt. Gió thổi là bay. Không hợp đi lính. Về đi. Đừng đừng mà đại nhân. Xem ta có thịt này. Mà từ nhỏ ta đã ở cùng cha làm việc ở chuồng ngựa, nên kỹ thuật cưỡi ngựa rất là tốt. Nếu triều đình tuyển ta làm kỵ binh thì chắc chắn sẽ không thiệt. Đội kỵ binh quả là cần những người nhanh nhẹn, lanh lợi như ngươi. Được, ngươi vào đi. Tạ ơn đại nhân. Người tiếp theo. Người phía sau. Nào xem một vòng, đi bên này. Người tiếp theo, qua bên kia. Người tiếp theo. Nào người tiếp theo. Sao còn kiểm tra sức khỏe nữa? Kiểm tra sức khỏe thì chẳng phải là bị lộ sao? Không được đâu, ta phải nghĩ cách. Có rồi. Mùi gì thế? Thối chết mất. Mùi gì thế? Thối quá. Thối chết đi được. Ở đâu ra vậy? Thối quá. Mấy ngày không tắm rồi. Mùi gì thế này? Thối quá. Báo cáo trưởng quan, ta đến kiểm tra sức khỏe. Tôi từ đâu ra vậy? Sao các người toàn là độc phụ thối? Trưởng quan đừng có chê sức khỏe ta. Ngày xe bị tốt lắm. Ta có thể làm như thế này nữa. Ta có thể soạt chân này. Ta soạt chân cái nữa cho ngài xem. Không cần đâu. Ta thấy ngươi nhảy nhót lung tung thế này, sức khỏe chắc chắn không vấn đề. Mau đi dựng đồ đi. Đa tạ trưởng quan. Đa tạ. Mau đi đi.